Dạ em xin chào cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay là trưa ngày 28 tháng 6. Đây là tất cả những đơn mà em đã đóng lại và lên đơn để gửi cho cô chú anh chị mình đã đặt hàng ha. Tổng cộng khoảng 15-16 đơn cho ngày hôm nay. Thì trong đây là có đơn một cái, có đơn hai cái. Thì đa số là đầu quạt, hầu như trong đơn này chỉ là đi đầu quạt thôi. Và hai loại đó là đầu quạt mạch motor mạch 2 tầng và đầu quạt siêu tiết kiệm điện đó. Thì qua đây thì cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, cảm ơn đã ủng hộ và tin tưởng và ủng hộ shop của em. Thì bên cạnh vẫn còn một số cô chú anh chị là chê giá là đắt hơn những shop khác. Vâng, thì thời buổi cạnh tranh, thời buổi bán hàng online các thứ, giá nó tràn lan trên thị trường, đầu quạt nó cũng tràn lan tất cả các thứ. Thì tại sao em dám bán giá cao hơn shop khác? Có phải nếu mà bán mà hàng kém chất lượng có phải chết không? Mà cô chú nghĩ đi, tại sao shop khác lại bán rẻ hơn shop mình? Đó, hàng bên mình là hàng chất lượng. Em dám tự tin bảo đảm như vậy luôn. Còn hàng của người ta 250, 270 một cái, ok. Cô chú anh chị thấy chỗ nào rẻ cứ mua. Mình lớn rồi, không ai ép mình hết. Mình có thể tự chủ, tự suy nghĩ được vấn đề đó. Hỏi thì em vẫn báo giá thôi, nhưng mà mình tế nhị chút xíu, ví dụ như thấy em của em đắt, ok, trả lời cái ok, cảm ơn, vậy thôi, không cần phải mua đó. Nhưng mà đừng có chê thẳng, ừ mày bán mắc quá, em nổi quạo lên á. Em nói thiệt luôn, ai mà không quạo, biết là chỗ mắc chỗ rẻ, cái đó là tùy chất lượng. Nhưng mà mình đừng có chê như vậy, mình tế nhị chút xíu, ừ cảm ơn anh, tôi thấy giá hơi cao, ok, vậy mình chấp nhận được. Đừng có đi so sánh với shop khác. Shop khác, chừng nào mà cái sản phẩm shop khác nó giống 100% với sản phẩm ở đây mà giá nó thấp hơn, mình hả so sánh, mình lớn rồi. Cảm ơn cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị một lần nữa đã tin tưởng shop của em nha.